Xin chào các bạn, mình là Dũng đến từ 3K Shop. Mình xin giới thiệu các bạn những cái tính năng nổi bật của cái dòng loa Bose Soundlink Revo này. Thì cái mẫu loa này có những tính năng nổi bật như là chống thấm nước IPS4, chịu được va đập, âm thanh 360 độ. Và phía dưới này là chân tiếp xúc với lại sạc không dây của Bose. Thì các bạn có thể mua riêng cái chân sạc này để giúp cho các bạn sạc được thiện lợi hơn. Để tối ưu nhất khi mà sử dụng Bose Soundlink Revo này thì các bạn có thể lên và download cái phần mềm này hỗ trợ cho điện thoại trên CH Play hoặc là App Store, thì các bạn ấn vô phần mềm Bose Connect. Thì với phần mềm này các bạn có thể làm những việc như là đổi được tên của thiết bị và hiển thị được phần trăm pin. Thì với cái mẫu loa này thì nó sẽ không có hiển thị phần trăm pin trên trực tiếp trên loa, và các bạn chỉ có biết được phần trăm pin khi các bạn ấn nút nguồn thì nó sẽ báo bằng giọng nói. Thì đặc biệt nhất với phần mềm này là các bạn có thể là pair được nhiều loa lại với nhau bằng chế độ party mode này. Và khi kết nối xong thì các bạn có thể thấy được giao diện nó như thế này, là hai loa này đã được kết nối với nhau. Thì ở cái chế độ party mode này thì các bạn có thể kết nối được 10 loa lại với nhau, hoặc là các bạn có thể để chế độ stereo mode này thì là nó sẽ là phát hai loa hai bên trái phải. Và phần mềm này thì có thể cho các bạn trực tiếp phát nhạc trên phần mềm, các bạn có thể thấy. Thì video clip của mình đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.